Xin chào các bạn đến với tiết học công nghệ ngày hôm nay. Bài học thứ hai của mình là bài bài 2 hình chiếu. La mã khái niệm. Trước tiên chúng ta vào khái niệm về hình chiếu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan sát hình sau. Đây là một cái hình màu tím, đây mình gọi nó là một vật thể. Và phần màu xanh nhạt là một mặt phẳng. Và chúng ta có một tia chiếu chiếu từ vật thể qua một mặt phẳng thì chúng ta nhận được trên một mặt phẳng đó thì chúng ta gọi đó là hình chiếu. Cái bóng của các vật thể này chúng ta gọi là hình chiếu. Rồi chúng ta tiếp tục quan sát, chúng ta có một vật thể chiếu lên một mặt phẳng. Đây là một mặt phẳng, cái hình màu, cái mặt phẳng màu xanh nhạt đó mình gọi là một mặt phẳng. Chúng ta chiếu một tia chiếu từ vật thể qua bên mặt phẳng thì mình nhận trên mặt phẳng đó là một cái bóng của vật thể thì ta gọi cái bóng đó là hình chiếu của vật thể. Ta gọi đó là hình chiếu của vật thể ha. Rồi, đến với một cái ví dụ thứ hai là chiếu vật thể lên mặt phẳng. Chúng ta có một cái biển báo A chiếu lên một mặt phẳng màu xanh và có hướng chiếu. Rồi chúng ta có một hướng chiếu, một tia chiếu chiếu lên một biển báo A. Như vậy hình nhận được trên một mặt phẳng này là một cái bóng. Cái bóng là hình A phẩy. Chúng ta gọi cái bóng này là hình chiếu của vật thể. Giống như bây giờ đây là tia sáng ha, tia sáng chiếu của mặt trời. Mình đây là hình A, là mình khi mình đứng ngoài nắng, hình A tia chiếu của ánh sáng chiếu qua người mình. Mình nhìn xuống dưới trước mặt mình ở dưới gạch hoặc là dưới ngoài đường á, mình nhìn ngoài đường thì mình sẽ thấy được cái bóng của mình ở dưới đường, dưới mặt đường. Như vậy cái bóng của mình gọi là hình chiếu của vật thể. Như vậy A điểm A phẩy là hình chiếu của A. Còn cái nguyên cái tia chiếu A phẩy gọi là tia chiếu. Rồi cái phần màu xanh này chúng ta gọi là mặt phẳng chiếu. Như vậy thế nào được gọi là hình chiếu của vật thể? Như vậy thế nào được gọi là hình chiếu của vật thể? Rồi như vậy khi một vật thể khái niệm về hình chiếu, khi một vật thể được chiếu lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu của vật thể. Các bạn ghi khái niệm của hình chiếu vào. Khi một vật thể sẽ được chiếu lên mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu của vật thể. Vật thể được chiếu như vậy nè, vật thể được chiếu lên mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu của vật thể.
Chúng ta sang phần tiếp theo là phần thứ hai các phép chiếu. Sang phần 2 La Mã các. Rồi chúng ta có các phép chiếu. Đây là chúng ta có ba hàng chiếu phép chiếu. Đặc điểm của các phép chiếu như là các phép chiếu đồng quy, các tia chiếu song song. Tia chiếu đối với mặt chiếu là xuyên góc và vuông góc. Hãy dựa vào bảng trên, hãy cho biết đặc điểm của các tia chiếu trên hình A, B và C. Đây là hình A, hình B và hình C. Hãy cho biết đặc điểm của các tia chiếu trên hình. Đây, đặc điểm các tia chiếu gồm có các tia chiếu đồng quy, các tia chiếu song song. Tia chiếu đối với mặt phẳng chiếu gồm có tia chiếu xuyên góc và tia chiếu vuông góc. Rồi, hình A thì các tia chiếu này sẽ đồng quy và các tia chiếu xuyên góc với mặt phẳng chiếu. Hình B, các tia chiếu song song, các tia chiếu xuyên góc với mặt chiếu. Hình thứ ba, các tia chiếu song song, các tia chiếu vuông góc với mặt chiếu. Từ các đặc điểm tia chiếu nói trên, hãy dựa vào bảng sau cho biết các hình A, B, C thuộc phép chiếu nào. Rồi dựa vào cái bảng mà hồi nãy mình làm rồi thì mình cho biết coi nó là phép chiếu gì ha. Rồi hình A là phép chiếu xuyên tâm. Hình B là phép chiếu song song. Hình C là phép chiếu vuông góc. Rồi chúng ta ứng dụng của ba phép chiếu. Phép chiếu vuông góc dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc trên các mặt phẳng chiếu. Rồi đối với phép chiếu xuyên tâm và phép chiếu song song thì dùng để vẽ các hình ba chiều bổ sung cho các phép chiếu vuông góc trên cùng bản vẽ kỹ thuật. Như vậy chúng ta có ba phép chiếu. Các bạn ghi phần các phép chiếu vào. Phép chiếu xuyên tâm thì các tia chiếu sẽ đồng quy tại một điểm. Phép chiếu song song thì các tia chiếu song song với nhau. Phép chiếu vuông góc, các phép chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu. Rồi các bạn ghi vào các phép chiếu vào. Phép chiếu xuyên tâm thì các tia chiếu đồng quy tại một điểm. Phép chiếu song song, các tia chiếu song song với nhau. Phép chiếu vuông góc, các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu.
Rồi chúng ta sang phần tiếp theo. Phần 3 là mã các hình chiếu vuông góc. Một nhỏ các mặt phản chiếu. Thì chúng ta có các mặt phản chiếu trên màn hình, chúng ta là có 3 mặt phản chiếu tương ứng với màu tím, màu đỏ, màu xanh và màu đỏ. Màu vàng là một vật thật. Đây chúng ta có một vật thể màu hình hộp chữ nhật màu vàng. Quan sát hình và cho biết có mấy loại mặt phản chiếu, gọi tên của mặt phản chiếu. Thì chúng ta quan sát xem coi có mấy mặt phản chiếu và gọi tên của mặt phản chiếu đó. Như vậy chúng ta sẽ có mặt là mặt chính diện. Đây chúng ta nhìn từ trước, chúng ta nhìn tới vô, chúng ta nhìn từ trước vào vật thể, thì chúng ta nhìn ở phía sau vật thể là cái màu xanh, nó là mặt chính diện. Ở bên phải mình vật thể là màu đỏ, nó là mặt cạnh bên phải. Và mặt nằm ở phía dưới của vật thể màu tím này nè là mặt nằm ngang. Như vậy chúng ta có 3 mặt phản chiếu. Thứ nhất là mặt chính diện, mặt bên phải và mặt nằm ngang. Rồi chúng ta gọi tên của mặt phẳng đó. Mặt chính diện thì chúng ta gọi là mặt phẳng chiếu đứng ha. Mặt bên cạnh bên phải gọi là mặt chiếu cạnh. Mặt nằm ngang gọi là mặt chiếu đứng. Như vậy nằm ngang, nằm ở phía dưới, nằm ở phía dưới là mặt chiếu đứng. Mặt chính diện của mình là mặt chiếu đứng. Mặt cạnh bên phải thì mình gọi là mặt chiếu cạnh, được chưa? Ví dụ mình là một vật thể, mặt chiếu trước mặt của mình là mặt chiếu đứng. Ở dưới sàn, dưới cái sàn mình đang đứng lên, nó là mặt chiếu bằng. Rồi cái mặt mà bên tay phải, mặt tường bên tay phải của mình thì mình gọi là mặt chiếu cạnh, được chưa? Rồi như vậy chúng ta sẽ có các mặt như là mặt chính diện gọi là mặt chiếu đứng, mặt nằm ngang gọi là mặt chiếu bằng, và mặt cạnh bên phải gọi là mặt chiếu cạnh. Chúng ta có các mặt phản chiếu như là mặt chính diện thì mình gọi là mặt chiếu đứng, mặt nằm ngang gọi là mặt phản chiếu bằng, mặt cạnh bên phải gọi là mặt chiếu cạnh. Chúng ta xem phần 2 nhỏ là các hình chiếu.
Rồi chúng ta lại tiếp tục nhìn cái hình, chúng ta lại tiếp tục nhìn cái hình vật thể rồi các bạn. Chúng ta lại đây, mặt chính diện là mặt chiếu đứng, mặt nằm ngang gọi là mặt chiếu bằng, mặt cạnh bên phải gọi là mặt bên chiếu cạnh ha các bạn. Như vậy chúng ta có hướng chiếu, chúng ta đứng ta nhìn hướng chiếu từ mũi tên đỏ nhìn thẳng vô là chúng ta thấy được cái mặt trước của hình học chữ nhật là hình chữ nhật nè, thấy chưa, đây, và có khoét một cái rãnh ở phía trong. Như vậy chúng ta giống ra mặt khoảng chiếu đứng thì chúng ta vẽ được một cái hình chiếu đứng, đây là hình chiếu đứng, được chưa, đây là hình chiếu đứng. Hình chiếu đứng là nó sẽ có hướng chiếu từ trước tới, chúng ta nhìn từ trước tới chúng ta nhìn thấy nguyên cái hình học chữ nhật này, chúng ta vẽ lại y hệt, này là hình học chữ nhật. Tiếp theo hình chiếu, ta gọi đây là hình chiếu đứng. Tiếp theo là hình chiếu bằng, hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trái sang thì chúng ta nhìn từ trái chúng ta nhìn sang màu đỏ, ta thấy được nguyên cái hình chữ nhật nè, chữ nhật đứng nè. Và chúng ta giống qua chúng ta vẽ được hình chiếu cạnh. Như vậy hình chiếu cạnh có hướng chiếu sẽ từ, hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang thì ta nhìn được hình chữ nhật và ta giống sang vẽ hình chiếu đứng. Và chúng ta đứng từ bên trái nhìn sang chúng ta thấy được cái rãnh ở phía trong không, chúng ta không nhìn thấy thì chúng ta vẽ bằng nét đứt, thấy là vẽ bằng nét liền, không thấy vẽ bằng nét đứt. Đứng từ ở bên trái nè, chúng ta nhìn sang đây là cái bức tường rồi chắn lại, không có nhìn thấy được cái rãnh ở phía trong, nhưng mà nó có rãnh nên vẽ bằng nét đứt cho. Rồi hình chiếu bằng ta gọi đây là hình chiếu cạnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình chiếu bằng. Hình chiếu bằng nó sẽ có hướng chiếu từ trên nhìn xuống, đây từ trên nhìn xuống chúng ta sẽ vẽ ra được một, đây là cái hình này nè, chúng ta vẽ được các hình chữ nhật có kích thước nhỏ ở trên đây. Chúng ta đứng từ trên đây chúng ta nhìn xuống ở chỗ này, chúng ta thấy được cái rãnh đó các bạn không, nó có rãnh đó nhưng mà chúng ta đứng trên đây nó che là hết này, chúng ta không thấy được, nhưng chúng ta vẽ bằng nét đứt chưa. Như vậy hướng dẫn lại hình chiếu đứng, hình chiếu đứng nó sẽ có hướng chiếu như thế nào. Hình chiếu đứng nó sẽ có hướng chiếu từ trước tới. Rồi hình chiếu bằng sẽ có hướng chiếu từ trên xuống, hình chiếu cạnh sẽ có hướng chiếu từ trái sang. Các bạn phải thuộc nằm lòng cái bài này cho cô. Hình chiếu đứng sẽ có hướng chiếu từ trước tới, hình chiếu bằng sẽ có hướng chiếu từ trên xuống, và hình chiếu cạnh sẽ có hướng chiếu từ trái sang. Các bạn phải thuộc nằm lòng ba cái hướng chiếu này để các bạn nhìn vô một vật thể đúng chúng ta làm. Không thuộc nó từ hướng chiếu nào thì chúng ta không nhìn được vật thể. Các phải thuộc nằm lòng. Khi cô đọc ra hình chiếu đứng, à là mình biết là nó sẽ có hướng chiếu từ trước tới, hình chiếu bằng sẽ có hướng chiếu từ trên xuống, hình chiếu cạnh nó sẽ có hướng chiếu từ trái sang. Mình thuộc cái này để mình nhận dạng được, để mình vẽ ra các hình chiếu ha. Cái này phải thuộc nằm lòng.
Chúng ta sẽ bước sang phần, nhớ là các bạn phải học thuộc cái phần cái hình chiếu, cái hướng chiếu này cho cô. Nhớ lúc nào cũng nhớ trong đầu mình, hình chiếu đứng là có hướng chiếu từ trước tới, hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống, hình chiếu thẳng có hướng chiếu từ trái sang. Ở đây chúng ta có một bài tập ứng dụng. Đây là một vật thể ha, như vậy các nếu chiếu một vật thể có hướng chiếu mũi tên trên hình, trên hình chiếu nhận được trên mặt phản chiếu tương ứng với các hướng chiếu có hình chiếu như thế nào, hãy chọn mảnh ghép phù hợp với các mặt phản chiếu. Như vậy hình chiếu đứng mình sẽ có hướng chiếu từ trước tới, đây hình chiếu đứng sẽ có hướng chiếu từ trước tới, nó sẽ chiếu những cái hình hộp chữ nhật này ra phía sau, thì nó được ra cái hình hộp chữ nhật, mình gọi đây là hình chiếu đứng, được chưa? Rồi hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang, chúng ta sẽ nhìn từ đây nè, từ đây chúng ta nhìn sang, từ bên trái chúng ta nhìn sang, thì nó là hình chiếu cạnh nguyên cái hình này, này diễn ra được hình chữ nhật đứng, và từ đứng vào đây chúng ta nhìn vô không thấy cạnh thì sẽ bằng nét đứt. Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống, đây từ trên xuống nó sẽ giống xuống được cái hình chiếu bằng ở trên, đứng trên nhìn xuống không được cái rãnh thì chúng ta sẽ dễ bằng nét đứt. Okay. Như vậy đây là hình chiếu đứng, đây là hình chiếu bằng và đây là hình chiếu cạnh. Hình chiếu đứng bằng cạnh có hướng chiếu như thế nào thì cái này là lý thuyết ha. Hình chiếu đứng sẽ có hướng chiếu từ trước tới, hình chiếu bằng nó sẽ hướng chiếu từ trên xuống, hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang. Hình chiếu đứng bằng cạnh thuộc các mặt phản chiếu nào? Như vậy chúng ta một, chúng ta sang phần 4 nhỏ, 4 la mã, vị trí của các hình chiếu. Chúng ta có các vị trí của các hình chiếu như sau. Quan sát hình sau đây, có các hình chiếu đưa, giả như đứng bằng cạnh, đưa hình chiếu đứng sẽ được, hình chiếu đứng sẽ được vẽ ở phía trên, hình chiếu bằng sẽ được vẽ ở dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh sẽ được vẽ ở phía bên tay phải của hình chiếu đứng. Rồi các bạn hình chiếu bằng đặt ở dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt ở bên phải hình chiếu đứng. Rồi hình chiếu đứng sẽ được đặt ở phía trên, hình chiếu bằng sẽ đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh sẽ đặt bên phải hình chiếu đứng. Được chưa? Các bạn phải thuộc đứng bằng cạnh, đứng đặt ở trên, bằng đặt ở dưới hình chiếu đứng, cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng. Rồi trong các chú ý, không vẽ các đường vào một phản chiếu, các cạnh thấy các bạn vẽ bằng nét liền đậm, các cạnh khuất các bạn vẽ bằng nét đứt. Rồi nét liền đậm nè, thấy vẽ bằng nét liền đậm, các cạnh khuất thì các vẽ bằng nét đứt. Rồi bây giờ sang đến phần củng cố, các bạn sẽ làm cho cô ba câu hỏi phần củng cố để tiết sau chúng ta sẽ sửa. Câu một, câu thứ nhất, thế nào là hình chiếu? Câu thứ hai, có những phép chiếu nào? Câu thứ ba, có những hình chiếu nào và vị trí các hình chiếu trên hình chiếu bạn vẽ như thế nào? Rồi đến phần dặn dò học, tất cả các bạn phải chép bài vào vở ghi và chụp gửi vào nhóm cho cô xem. Rồi làm bài tập, sách bài tập trang 10 sách giáo khoa, đọc trước, đọc lại bài em chưa biết trang 11, 12 sách giáo khoa và đọc trước bài số 3 để chúng ta vào bài mới ha. Rồi bây giờ các bạn có thể nghỉ.